Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên Youtube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 291 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 291 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong Chương 1556 Tuy rằng phân chấn nhưng mọi người đều biết muốn rời khỏi thông huyền đại lục đi vào tinh vực không phải là chuyện dễ dàng. Lăng Thái Hư cùng mộng vô nhai liên thủ cũng không thành công có thể thấy khó khăn ra sao. Hiện giờ ngay dương khai dám hứa hẹn đều cực kỳ phấn chấn. Đừng có ồn ào. Lăng Thái Hư đưa tay ấn xuống. Tiểu dương khai đã nói như vậy rồi hẳn là có cách đối phó đúng chứ. Nói rồi, cười hi hi nhìn Dương Khai. Sự công minh dám, đưa mọi người vào tinh vực, quả thật không phải là chuyện khó gì. Uhm, nói thế này, không chỉ đơn thuần là mọi người ngồi đây, còn bao gồm tập nhân của mọi người, thậm chí cả cửu thiên thánh địa, ta đều có thể đưa đi. Chỉ là phải tiêu tốn chút thời gian thôi. Đều đưa toàn bộ đi. Lần này ngay cả Lăng Thái Hư cũng khiếp sợ không nói ở chỗ chiến hộ điện cùng phá huyện phủ năm đó từ trung đô một hơi đến ba bốn nghìn người chỉ riêng cửu thiên thánh địa cũng đã có hơn hai đệ tử tính chung khoảng năm sáu người số lượng đông đảo như vậy dương khai làm sao mà đưa đi lực lượng tinh không vô cùng mạnh mẽ cho dù dương khai đến phản hư cảnh cũng không thể nào bảo vệ nhiều người như vậy ta tự có cách sư công người không cần lo Dương Khai miễn cười. Mấu chốt là xem mọi người có chịu đi hay không. Chịu chứ, đương nhiên là chịu rồi. Hoác tinh thần hồi lên vội nói, khi nào thì lên đường. Hoác huynh, không cần nóng vội đâu. Dù người là đứng đầu một nhà, nhưng chuyện này phải nên thương lượng với tộc nhân. Có thể còn người không muốn rời khỏi nơi này. Muốn đi, vậy theo ta. Muốn ở, ở lại là được. Thu gia, dương gia, động gia cũng như vậy. Thù cô nương, đại ca, biểu ca, các người bây giờ là gia chủ tự xử lý chuyện này, cẩn thận thảo luận với trưởng lão hội đi. Chúng ta hiểu rồi. Dương Uy cùng Động Khinh Hàng gật đầu, thù ước mộng cũng hùa theo ánh mắt tối sầm, cũng vì tin tức này mà khôi phục chút ánh sáng. Có thể đi tình vực, có lẽ nàng sẽ đạt đến tầng thứ cao hơn. Không cầu sánh vai với Dương Khai, chỉ cần kéo gần khoảng cách với nhau, có lẽ sẽ có một ngày nàng sẽ chạm được tới hắn. Nàng nhìn thấy một tia hy vọng làm cho nàng bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Nói như vậy, sau này mẹ không cần rời xa con lâu như vậy nữa đúng chứ? Động Tô Trúc kích động nhìn Dương Khai. Dương Khai là con trai duy nhất của nàng, nhưng từ khi con trai 13 tuổi bái vào lăng tiêu cát, nàng liền gần ít xa nhiều với Dương Khai. Trước kia còn đỡ, tuy rằng không gặp được Dương Khai, nhưng biết hắn sống yên lành ở lăng tiêu cát. Sau trận chiến tranh giành, Dương Khai chỉ cách nàng trăm dặm đường mà thôi. Nhưng từ khi Dương Khai rời thông huyền đại lục, xâm nhập vào tinh vực, hơn 30 năm, chẳng những không thấy, mà một chút tin tức cũng không có. Nếu không phải những năm qua, Dương Tử Gia tốn nhiều sức điều hòa tâm lý thân thể cho nàng, sợ rằng động tố trúc đã sớm suy sụp. Hôm nay được biết mình cũng có thể theo con trai đi tinh vực. Động tôi trúc vui vẻ vô cùng. Dương Khai nhìn nàng, khẽ gật đầu. Động tôi trúc mỉm cười hiền lành, phát ra từ sâu trong lòng. Chuyện này không có được chồng trẻ, ta đi tìm những lão già khác để thương lượng đây. Hoắc tinh thần không muốn kéo dài, vội vàng đứng dậy ra ngoài. Như như ai dám nói không là đánh luôn. Ta cũng đi. Dương Uy đứng lên, tu ước mộng theo sau bọn họ không muốn kéo dài lâu một lòng hướng tới võ đạo tầng cao hơn làm bọn họ hướng tới thần kỳ trong tinh vực trong đại điện liền chỉ còn lăng thái hư cùng vợ chồng dương tứ gia người một nhà rốt cuộc cũng đoàn tụ có lợi nói không hết tưởng niệm không tỏ xong biết được dương khai vẫn không tìm được tung tích của tô nhang động tôi trút thở dài an ủi nàng thật thích con dâu tô nhang Tiểu tử, người một lòng nhớ tô nhan, ta không có ý kiến. Những người có nghĩ tới phải làm thế nào với những người bên cạnh ngươi? Dương tử gia nhìn Dương Khai lời nói ám chỉ. Là tiểu sư tỷ ư? Dương Khai cười hi hi. Con đã gặp nàng, nhưng tiểu sư tỷ xảy ra chút vấn đề. Đợi tỉnh lại rồi con sẽ hỏi rõ ràng. Đừng có giả ngu. Những người này không phải chỉ mỗi người hạ ngân thường còn có mấy người khác. Dương Tử Gia trừng mắt nhìn Dương Khai. Ở đâu ra mà nhiều như vậy? Dương Khai kêu to tràn đầy oan uổng. <laughs> bên chiến hồn điện có một, bên sông tử cát còn có hai. Mày cho rằng cha mày không biết sao. Dương Tử Gia cười lạnh không thôi, ngạo nghễ nói. Lão cha già đây, dù không nói gì, nhưng trong lòng biết rõ hơn ai hết. Dương Khai nghe thì đỏ hết mặt, Động tôi trúc cười hi hi, lặng lẽ nhếch ngón cái với Dương Khai. Dương tướng gia cả đời chỉ chung tình với mình nàng. Nhưng nàng lại hy vọng con trai mình có thật nhiều mỹ nhân làm bạn. Tốt nhất có thể sinh chục đứa cháu. Như vậy những ngày sau nàng cùng tứ gia sẽ không khô khan Dù cho Dương Khai không hầu hạ một bên, bọn họ cũng có thể giúp giữ cháu. Được rồi, được rồi. Chuyện người trẻ tuổi các người đừng có can thiệp dương khai không phải là không hiểu chuyện đâu sẽ không làm cho con gái người ta đau lòng lăng thái hư xen vào sư công lên tiếng dương tướng gia cũng rụt cổ liên tục thừa phải toàn bộ người chiến hồn điện cùng phái huyện phủ đều động viên các đại gia tộc theo dương khai đến đây mấy ngày nay liên tục mở đại hội trưởng lão đều đang thương thảo chuyện gì mọi người đều biết được tin tức dương khai trở về đều biết tin tức sẽ đi tinh vật không ép buộc toàn bộ tự nguyện. Bên phía cửu thiên thánh địa cũng nhận được tin của Dương Khai, căn dặn giống như chiến hồn điện. Mặt khác, Dương Khai còn truyền tin đến thiên tiêu tông. Hai ngày sau, Dương Khai trở về cửu thiên thánh địa. Hắn trực tiếp đi mật thất của hạ ngưng thường bế quan. Tiểu sư tỷ còn đang ngủ say, tự hỏa nhập ma lần trước làm nàng rất mệt mỏi, bây giờ còn chưa có tỉnh. Dương Khai đi tối, cầm tay nàng, chậm chậm truyền vào thánh nguyên. Một lát sau, lông mi thật dài của hạ Ngân thường khẽ rung động. Dương Khai ngồi một bên, nghi người nhìn nàng, mỉm cười chờ đợi. Lại một hồi, hạ Ngân thường mới mở mắt, vừa nhìn khuôn mặt của Dương Khai, trong mắt cứng lại, sững sờ nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, ngẫu nhiên đồng tình như ở cửu âm sơn cốc năm xưa. Mấy phần rộn ràng, mấy phần hoảng loạn. Hạ Ngưng Thường bỗng nhiên mỉm cười. Cười ngốc gì? Dương Khai cười hỏi nàng. À, giấc mộng này thật là dài. Hạ Ngưng Thường lật tay cầm ngược bàn tay to của Dương Khai rất mạnh nắm thật chặt như không muốn bỏ ra. Dương Khai cũng mỉm cười cúi người hôn sâu lên đôi môi đỏ tự bảo thạch của nàng. Tiểu sư tỷ gần như không thở nổi. Môi rời thân người nóng lên mắt đẹp mê ly trong mộng tự sẽ cùng ta làm những chuyện này sao? Dương Khai cười gian hỏi. Hạ Ngân Thường xấu hổ đỏ mặt, giải dụ vùi đầu vào lòng của Dương Khai, không dám gặp người. Dương Khai nhận được đáp án cười to vui vẻ. Bỗng nhiên, Hạ Ngân Thường rung người, vội ngồi dậy, sững sờ ra. Ánh mắt tập trung vào Dương Khai, đoán lên hoài nghi cùng mừng rỡ. Sư đệ! Hạ Ngân Thường há miệng, dữ mày rất dễ xem, có vẻ như còn mơ màng. Ta đã quay về rồi. Dương Khai khẽ cười nói. Tiểu sư tỷ che môi đỏ, mắt rung lên, tự như có sương mù đang che phủ. Đứt mắt lăn qua má, mắt nàng nhanh chóng đỏ. Rút cuộc nàng mới kịp phản ứng, tất cả là thật, mà không phải là đang mơ. Nam nhân nhớ ngày đêm mong, lúc này thật sự đang ngồi bên giường. Thầm tình nhìn nàng, ánh mắt như làm nàng tan vào nhu tình mật ý nàng không dám tin ta thật sự đã về rồi dương khai gian tay ôm nàng vào lòng xiết thật chặt như muốn nhét nàng vào trong người mình hạ ngưng thường phát ra tiếng kêu khẽ cũng ra sức ôm chặt dương khai trong cổ họng phát ra tiếng ngày ngào tiếng khóc làm cho dương khai đau lòng đẩy nàng ra dương khai bá đạo cắt đứt tiếng khóc của nàng quần áo tán loạn cả phòng xuân quang. Tất cả tương tư cùng tình cảm sâu nặng, lúc này lắng động lên men, chuyển hóa thành hạnh phúc làm cho hạ ngưng thường choáng váng. Tình cảm nam nữ xưa nay đều là vậy. Thật lâu sau, Dương Khai thần thái bay bổng hùng hổ bước ra. Đằng sau hắn, hạ ngưng thường đeo khăn che mặt, cúi đầu đi theo, xấu hổ không thôi. Vành tay nhỏ nhắn cùng cần cổ thon thả của nàng vẫn còn màu phấn hồng, chọc cho người ta mê người. Tự như gốc cây nhỏ khô héo được mưa móc tưới mát. Lúc này Hạ Ngưng Thường toát ra phong tình khó tả, đủ điên đảo ngàn vàng chúng sinh, làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng nổi điên. Tay hai người nắm chặt, tự như lòng của hai bên. Gần đó có động quan bay tới tìm Dương Khai có việc, nhưng nhìn tình cảnh này lập tức quay đầu nhay mắt biến mất. Sư phụ, Hạ Ngưng thường gọi hận không thể nào tìm một cái lỗ mà chui. Nàng nhìn ra người trong đồn quan chính là mộng vô nhai. Dương Khai cười ngây ngô. Hạ Ngưng thường cắn đôi môi hồng, dậm chân, vừa giận vừa xấu hổ. Không sao không sao, mộng chuẩn quay nhất định không có chuyện trọng yếu gì. Không thì đã không rời đi. Dương Khai trấn an. À, tiểu sư tỷ, có chuyện ta muốn hỏi tỷ. Là chuyện gì? Hạ ngưng Thường rụt rè nhìn hắn, nhìn ánh mắt của Dương Khai, lại vội vàng rời đi. Nét thẹn thùng này làm Dương Khai hận không thể quay đầu trở vào trong mật thất lại. Vận chuyển thánh nguyên, không dễ dàng mới kiềm chế được rụt rịch. Dương Khai nghiêm mặt nói. Lúc trước ta giúp tỷ trải chút kinh mạch thánh nguyên. Phát hiện trong người tỷ có một đoàn khí xám. Đó là gì? Thứ đó sao? Hạ ngưng Thường nghe thì câu mày. Thật ra ta cũng không biết đó là gì tỷ cũng không biết sao dương khai rất kinh ngạc ừ, chính là nó theo ta hả nhưng mà nó đâu rồi hạ ngân thường liền phát hiện có điều không đúng đoạn năng lượng thần bí vẫn luôn trong người nàng lúc này lại biến mất chương một nghìn năm trăm năm mươi bảy hạ kỹ hạ ngân thường dương khai mới biết nàng lấy được đằng khi xăm đó quả thật là cơ duyên trùng hợp. Năm xưa Dương Khai rời thông huyền đại lục, hạ ngừng thường một mình cô đơn, vì giết thời gian, chỉ cơ trấn thủ cửu thiên thánh địa, ngày qua ngày luyện chế đan dược. Nàng vốn là dược linh thánh thể, luyện đan cũng là tu luyện. Vừa luyện chế số lượng lớn đan dược, tu vi của hạ ngưng thường cũng tăng lên với tốc độ khủng khiếp, cơ bản không có bình cảnh. Trước sau không quá mấy năm, nàng đã lại nhập thánh đuổi theo tu vi dương khai lúc rời đi sau đó có một ngày nàng quá nhàm chán lén lút ra ngoài du lịch một mình kết quả vào trong hang động dưới đất lấy được đoàn khi sáng này từ đó về sau tu vi nàng không thể khống chế mười năm vượt qua tầng nhập thánh lên tới thánh vương cấp lại mười mấy năm đã đến thánh vương cấp tầng hai dương khai nghe thì trợn mắt cứng lưỡi tốc độ tu luyện khủng bố như vậy ngay cả trên u ám tinh các đại thế lực đại tông môn cũng không chắc làm được nhưng ở thông huyện đại lục cằn cỗi này tiểu sư tỷ lại hoàn thành được điều vĩ đại như vậy sở dĩ hạ ngừng thường có được thành tựu ngày hôm nay quả nhiên không thoát khỏi liên quan thiên đoàn khí xám sau khi tỷ lấy được nó có cảm giác khó chịu nào không dương khai nghiêm túc hỏi um, cũng không có khó chịu gì hạ ngừng thường suy nghĩ cẩn thận chỉ là có đôi khi cảm thấy mỏi mệt, đôi khi trở nên rất lười, không muốn nghĩ gì, <laughs> giống như là già rồi." Dương Khai gật đầu. "Sự đệ có phải có vấn đề gì không?" Hạ Ngưng thường hỏi. "Ta cũng không dám xác định rốt cuộc là phúc hay Hòa đây." Dương Khai lắc đầu có chút lo lắng. "Vậy rốt cuộc nó là gì chứ?" "Không rõ, nhưng ta có suy đoán, nếu là thật" Vậy thì nó sẽ là cơ duyên của tiểu sư tỷ Ánh mắt Dương Khai sáng ngời nhìn hạ ngưng thường thần sắc phấn chấn. Suy đoán mơ hồ này làm cho hắn cũng phải nhiệt huyết sôi trào. Đúng rồi, tỷ lê nó ở đâu chứ, còn nhớ không? Ừm... Uhm. hạ ngưng thường gật đầu. Ta nhớ, dẫn ta đi xem thử đi. Dương Khai nói rồi ôm vòng eo thon của hạ ngưng thường tế ra tinh toa hóa thành ánh sáng biến mất khỏi cửu thiên thánh địa. Theo tiểu sư tỷ chỉ dẫn, Dương Khai cùng nàng bay vượt qua không trung, tốc độ cực nhanh. Không quá một ngày, hai người đến bên trên một dãy núi dài ngàn vạn dặm. Ký ức của Hạ Ngưng Thường rất tốt, dù xa cách hơn 20 năm, nhưng vẫn nhớ rõ chỗ tìm được đoàn khí xám. Hai người nhanh chóng đến một chỗ sơn cốc, Dương Khai rời tinh toa cùng Hạ Ngưng Thường đi vào. Không lâu sau, một cửa hang tối tăm hiện ra. Hạ Ngưng Thường chỉ vào trong nói. Sư đệ à, lúc đó ta đi vào từ đây, sau đó đi sâu xuống tầng cuối cùng rồi lấy được thứ này. Vào xem. Dương Khai mỉm cười, tài cao gan lớn cho nên không sợ. Hắn nắm tay Hạ Ngưng Thường chui vào trong hang. Trong hang hết sức âm u, không khí trong sạch, cũng không ẩm ướt mà rất khô ráo. Vừa vào trong hang Dương Khai liền cau mày, hắn cảm nhận được linh khí thiên địa nồng đậm trong đây. đương nhiên nồng đậm như vậy chỉ là so sánh với những chỗ khác trên thông huyện đại lục, không thể nào sánh được với u ám tinh hay những hành tinh tù luyện nổi danh trong tinh vực. tuy nhiên như vậy cũng rất khó thấy. hơn nữa càng đi sâu linh khí càng thêm tràn đầy. dương khai phấn chấn, hắn phát hiện suy đoán của mình đúng đến tám chín phần, linh khí dị thường đã là chứng minh. Quả nhiên đây là cơ duyên của tiểu sư tỷ. Nếu như xử lý tốt đoàn khi sáng kia, tuyệt đối sẽ làm cho hạ ngừng thường có lợi không thể tưởng, làm cho nàng có thể lột xác, hóa kén thành bướm. Hai người nắm tay nhau từng bước đi sâu vào. Bỗng nhiên Dương Khai cảm ứng được gì, vội vàng ngưng bước. Cùng lúc này, tiểu sư tỷ nhảy nhót hoàng hô. <laughs> nó ở nơi này, ta cảm nhận được nó rồi, nó tới rồi một đoạn năng lượng quỷ dị đang lao tới cực nhanh. Thần niệm của Dương Khai tra xét, phát hiện dao động năng lượng này giống như, như thứ mình rút ra khỏi người tiểu sư tỷ mấy ngày trước. Khi xám trốn vào trong lòng đất, quả nhiên quay về nơi vốn có. Lúc này cảm nhận được khí tức của hạ ngưng thường, liền vội vàng hiện thân gặp. Chỉ một thoáng, đoàn khi xám đã đến gần. Nó không dám lao thẳng về hạ ngưng thường, mà dừng lại cách dương khai mười trượng. Nó cảm nhận được sự uy hiếp từ Dương Khai Sư đệ à. Hạ Ngân thường nhìn trừng cầu ý kiến của hắn Thu lấy nó đi Ngày đó ta không ngờ dọa chạy nó Chỉ là muốn xem nó rốt cuộc là gì thôi Dương Khai lách người tránh đường Hạ Ngân Thường liền dùng tâm thần kêu gọi Khi sáng cảm nhận được Hạ Ngân Thường gọi tới Xoay một vòng liền lướt qua Dương Khai Trực tiếp nhằm thẳng Hạ Ngân Thường Chui vào trong người nàng thân thể hạ ngưng thường chấn động, khẽ kêu một tiếng. Con mắt trái của Dương Khai lóe lên ánh sáng vàng. Con người hẹp dài uy nghiêm xuất hiện, nhìn vào hạ ngưng thường. Diệt thế ma nhãn. Dưới quan sát, tiểu sư tỷ tiếp thu đàn khí xám. Ngoài người liền trào ra một tầng khí tràn màu xám không thấy được bằng mắt thường. Loại khí tràn này chỉ có những người già không còn sống được bao lâu mới có. Một khi xuất hiện, vậy có nghĩa người này không còn thọ lâu tiểu sư tỷ đang lúc hào hoa bị loại khí tràn này bao phủ chỉ có một nguyên nhân chính là bị đoàn khí xám này quấy rối dương khai cũng không bất ngờ có lẽ sớm đã đoán trước càng không nóng vội chỉ vẫy tay gọi tiểu sư tỷ đi theo ta hạ ngân thường gật đầu theo sát sau dương khai hai người tiếp tục đi sâu vào không biết bao lâu cũng không biết bao xa dương khai cảm giác linh khí thiên địa ngày càng nồng đậm nhưng không làm Dương Khai cảm thấy thoải mái, mà lại bi thương như hồi quang phản chiếu. Linh khí thiên địa này có thể so với chỗ bình thường ở U Ám Tinh. Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường bỗng vào một cái hang động lớn trong lòng đất. Ở sâu trong lòng đất, mơ hồ có hào quang yêu ớt lóng lánh, vừa đang truyền ra tin tức gì, đánh sâu vào thức hải kêu gọi hai người đi tới. Bị kêu gọi, ánh mắt Hạ Ngưng Thường dần trở nên mờ mịt, thân thể không không chế được bước tới dư thiêu thân lao đầu vào lửa. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm quát khẽ, thần điện tuôn trào đánh vào thức hải của hạ ngưng thường. Tiểu sư tỷ khẽ chấn động, sắc mặt trắng nhợt, đợi hồi thần. Ánh mắt tan hết mịt mờ, thay vào đó là hoảng sợ không thôi. Sư đệ ta... Hạ ngưng thường lúng cuốn, vừa rồi nàng cũng không biết tại sao, bị một cổ lực lượng trong xa xăm chi phối, nàng không cách nào tự không chế được ừ, uhm, tỉ nhìn bên đó đi Dương Khai chỉ tay Hạ Ngưng Thường nhìn theo ánh mắt rung lên Ở bên đó Dày đặc thi thể Thân thể khô héo Thậm chí có cái đã sớm hóa thành tro Nhưng nhìn dấu vết Không khó nhận ra bọn họ bị cái gì Trong ngay mắt rút sạch tinh hoa sinh mệnh Mất mạng tại đây Những người này là ai Sao đều chết ở đây chứ Hạ Ngưng Thường xích lại gần Dương Khai Muốn tìm cảm giác an toàn nếu như ta đoán không sai Những người này đều giống như nàng Cũng giống như ta Hạ ngưng thường nhíu mày Nàng cũng là người thông tuệ Chỉ thoáng nghĩ liền hiểu ra Để nói Bọn họ từng có được đoàn khi sám kia Giống như ta sao Có thể là vậy Dương Khai cười đáp Vậy tại sao bọn họ Hạ ngưng thường chỉ cảm thấy Cả người phát lạnh Cảnh nguy hiểm vừa rồi là hiện ra trong đầu nàng nếu không có Dương Khai đánh thức mình Vậy nàng cũng sẽ khó giữ được tính mệnh Kết quả giống như những người này Bởi vì bạn thể đoàn khi sáng kia Muốn có được năng lượng bổ sung liền lựa chọn tỷ Bồi dưỡng tỷ Để cho tỷ trở nên mạnh mẽ Tỷ càng mạnh càng có lợi cho nó Tại sao nó lại là làm như vậy Hạ Ngân Thường không hiểu Nó sắp chết rồi Dương Khai đáp là nhúng vai những chuyện này đều là suy đoán của ta Đi xem thử là biết Nói rồi Dương Khai lại kéo tay Hạ Ngưng Thường từng bước đi vào Dưới chân đạp lên hài cốt trắng héo Truyền ra tiếng răng rắc rợn người Dương Khai hiếp mắt Nhìn về hào quang yếu ớt Không lâu sau hai người đến chỗ truyền ra tia sáng Nơi này là bên cạnh vực sâu dưới lòng đất Sâu không biết bao nhiêu Dương nhìn xuống lại phát hiện bên dưới vực sâu Có một đoàn hào quang màu xám tro giống như ngọn đèn dầu đang thiêu đốt ánh sáng tối mờ sắc thái không khác gì đoàn khí xám mà hạ ngân thường lấy được quả nhiên dương khai hít sâu nhìn thấy tia sáng u ám như ngọn đèn hắn lập tức khẳng định suy đoán của mình sự đệ, đau rút cuộc là gì hạ ngân thường nhìn đoàn khí xám mơ hồ cảm giác có liên hệ chặt chẽ với đoàn khí xám trong người nàng như là tách ra từ trong đó hai bên vốn là một thể là căn nguyên tinh tú dương khai quát khẽ thần sắc phấn chấn căn nguyên tinh tú là gì hạ ngân thường mờ mịt bất kỳ hành tinh tù luyện nào đều phải có lực lượng căn nguyên đó là hiện hóa sinh mệnh của hành tinh cũng là mấu chốt tồn vong của hành tinh đó giống như trái tim của chúng ta vậy dương khai vỗ ngực mình giải thích chính vì có căn nguyên tinh tú hành tinh này mới có sức sống không có nó vậy hành tinh này sẽ biến thành hành tinh chết. Trong tình vực có vô số hành tinh như vậy, có lẽ chúng đã từng thai ngén ra sinh mệnh. Nhưng theo thời gian trôi đi, căn nguyên tinh tú diệt vong, những sinh mệnh đó cũng không tồn tại. Người chết như đèn tắt, hành tinh cũng như vậy. Ngọn đèn căn nguyên trước mắt bà tắt, thông huyện đại lục sẽ không còn tồn tại, biến thành hành tinh chết. Chương 1558 Gương mặt của Hạ Ngân Thường mang theo vẻ hoảng hốt, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua, tình tú cũng có xin lão bệnh tử. Lời của Dương Khai không thể nghi ngờ đã đánh sâu vào rất lớn đối với nàng. Nhưng nếu lời nói đó được nói ra từ trong miệng sư đệ, nàng rất tin tưởng, không nghi ngờ gì. Nghĩ tới sức sống của cả thông huyền đại lục buồn chán, một mảnh tĩnh mịch. thân thể mềm mại của Hạ Ngân Thường không nhịn được sợ rung lên. Nàng không cách nào tưởng tượng được nếu thông huyện đại lục thật như vậy, thật là có bao nhiêu sinh linh phải chịu đủ kiếp nạn. Phải có bao nhiêu sinh mệnh vì vậy mà tan thành mây khói. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được rất đau lòng. Sư đệ à, có thể đốt trở lại ngọn đèn dầu của nó hay không? Hạ Ngân Thường bỗng nhiên đặt câu hỏi. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, gật nhẹ đầu. Làm sao mà làm được? Sư đệ à, dạy ta đi. Hạ Ngân Thường khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, vội vàng nói. Màu chốt ở ngay trên người của tỷ đó. Dương Khai hít sâu một hơi. Càng nguyên tình tú mặc dù có tánh mạng của mình, nhưng không có ý thức. Nó là sự kết hợp của đủ loại thần kỳ. Nó lựa chọn tỷ, tuy rằng mục đích lúc ban đầu là muốn hấp thu năng lượng tánh mạng của tỷ, bổ sung tự thân, kéo dài tốc độ diệt vong. Nhưng nếu xử lý cho tốt, chẳng những có thể khiến cho thông huyền đại lục lần nữa tỏa sáng sinh cơ cũng có thể thu được chỗ tốt to lớn cho tỷ ngay như vậy nét mặt của hạ ngưng thường chấn động dương khai quay đầu tặc lưỡi thành tiếng có nhiều hăng hái đánh giá ngọn lửa màu xám to lớn ở bên dưới căn nguyên tinh tú à từ sau khi hắn đi vào tinh vật đã thường xuyên nghe được vật này nhưng cho tới bây giờ hắn chưa thấy tận mắt chứng cứ qua lực lượng căn nguyên của tinh tú ở người nào đoàn năng lượng bên trong huyền không đại lục rốt cuộc có phải là căn nguyên hay không thì vẫn đợi chứng thực. Có thể nói, ngọn lửa màu xám to lớn ngay trước mắt là căn nguyên thứ nhất mà hắn gặp được. Đây là sự kỳ ngộ vạn năm khó gặp. Lực lượng căn nguyên kinh khủng dị thường, bất kỳ một ai muốn đến gần cũng phải bốc lên sự nguy hiểm to lớn. Cho dù là cường giả hư vương cảnh, cũng không dám tùy ý đến gần một viên căn nguyên tinh tú của một hành tinh tu luyện như vậy mà muốn luyện hóa nó cũng khó khăn tầng tầng lớp lớp. Sơ ý một chút sẽ phải bị lực lượng căn nguyên cắn trả, bỏ mình tại chỗ. Từ xưa tới nay, trong tinh vật sinh ra không ít cường giả hư vương cảnh. Cường giả có thật nhiều tầng thứ này bỏ mình trong quá trình luyện hóa căn nguyên tinh tú. Hiện nay trong tinh vực tu luyện chi tinh vô số. Nhưng nhân vật có thể luyện hóa hết một viên tu luyện chi tinh căn nguyên tinh tú, trở thành cấp bậc tinh chủ là có thể đếm trên đầu ngón tay. Không có cường giả hư vương cảnh nào dám tùy ý mang cái mạng nhỏ của mình ra mà đùa. Bọn họ tình nguyện, khổ sở, tu luyện, cũng không dám tùy tiện đi luyện hóa căn nguyên vì sao. Nhưng giờ này là có một cơ hội bày ra trước mặt của Hạ Ngân Thường. So sánh với căn nguyên của hành tinh tu luyện khác, lực lượng căn nguyên của thông huyền đại lục không thể nghi ngờ đã trở nên già cỗi như mặt trời sắp lặn Chính vì như vậy, Hạ Ngân Thường bị một đạo lực lượng căn nguyên bám vào người, mới có thể ngẫu nhiên cảm nhận được mệt mỏi. Thậm chí, ngay cả suy tư đều lười suy tư, sinh ra cảm giác già yếu không lý do. Cũng không phải là nàng già yếu, mà là căn nguyên biến chất, đang từng bước đi theo chiều hướng diệt vong. Đạo lực lượng căn nguyên này lựa chọn Hạ Ngân Thường, đưa cho nàng tư cách luyện hóa Hạ Ngân Thường tuy rằng chỉ có thánh vương cấp tầng 2, tu vi không đủ, nhưng nếu như có đủ nghị lực, dũng khí quyết liệt, chưa chắc không có cơ hội luyện hóa hết một đoàn căn nguyên như vậy. Ngay cả Dương Khai cũng có chút hâm mộ cơ duyên của nàng. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng giờ này tên đã lên dây, cũng không thể nào không phát. Lực lượng căn nguyên tương liên chặt chẽ với Hạ Ngân Thường, nhất tổn cầu tổn, nhất vinh cầu vinh, đều nói diệt vong. Hạ Ngưng Thường tất nhiên sẽ chôn theo nó, chỉ có luyện hóa hết nó mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Ngày sau, theo sự trưởng thành cùng trở nên mạnh mẽ của Hạ Ngưng Thường, một đoàn lửa sáng to lớn đó sẽ có cơ hội cho tàn lại cháy, lần nữa khiến thông huyền đại lục tỏa sáng sinh cơ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hạ Ngưng Thường đủ cường đại mới có thể. Sau khi Dương Khai nói rõ đạo lý bên trong cùng quan hệ lợi hại Hạ Ngưng Thường không chút do dự, gật đầu nói. Ta nguyện ý luyện hóa nó. Dương Khai ngẩn ra, sau đó mỉm cười gật đầu. Được, thật ra tiểu sư tỷ cũng không cần lo. Nếu nó lựa chọn tỷ, nói vậy cũng là có chút ít đạo lý. Tỷ chỉ cần nỗ lực đi làm để nó đón nhận tỷ, để cho mình dung hợp nó là được rồi. Một khi thành công, tỷ cùng nó không bao giờ có thể tách rời tỷ trở thành tình chủ của thông huyền đại lục, tỷ chính là chủ tể của nơi này, vinh nhục hưng suy ở nơi này đều chỉ giữ một ý niệm của tỷ thôi. Hạ Ngân Thường gật đầu nặng nề ư ừ một tiếng. Nàng cũng không phải bởi vì những biển cảnh tốt đẹp do Dương Khai miêu tả làm cho đầu óc trở nên mê mẩn, mà là nghiêm túc hỏi. Nhưng mà cụ thể ta nên làm ra sao mới luyện hóa được nó chứ? Đến đây, ta truyền cho tỷ một bộ công pháp. Công pháp này là chuyên môn luyện hóa căn nguyên tinh tú. Dương Khai mỉm cười, kéo hạ ngưng thường ngồi xuống. Dương Khai để cha nàng buông lỏng sự phòng ngự nơi thức hải. Còn hắn thì xâm nhập linh thể thần hồn vào trong thức hải của nàng. Bắt đầu dốc lòng truyền cho nàng một thiên công pháp huyền diệu dị thường. Là luyện tinh quyết. Luyện tinh quyết là thứ mà Dương Khai lấy được từ trong đế huyển. Hằng vốn tưởng rằng phải chờ tới lúc mình một ngày kia để luyện hóa căn nguyên tinh tú mới có thể dùng được. Nhưng không nghĩ đến, lại để cho hạ ngưng thường được lợi trước. Một bộ công pháp này giấu trong một tấm bia đá. Ngày đó bên trong đế huyển, Dương Khai gặp phiến khinh la và tuyết nguyệt, một phen đại chiến. Tấm bia đá bị đánh hư. Trong mảnh vụn của tấm bia đá, khắc lại một khối thạch bài. Bên trên có ba chữ viết cổ xưa. Tuyết Nguyệt tự hồ vô cùng coi trọng thạch bài này, nàng ta còn xin Dương Khai cho nàng thạch bài. Dương Khai suýt nữa làm theo, rốt cuộc bởi vì đế quyển đóng cửa mà khiến cho Tuyết Nguyệt cùng thạch bài lỡ mất dịp tốt. Đợi đến sau khi về tới Lăng Tiêu Tông, Dương Khai cẩn thận tìm hiểu bởi biết bên trong thạch bài tích chứa một thiên công pháp gọi là luyện tinh quyết. Bà chữ viết cổ sư trên thạch bài chính là tên của công pháp. Công pháp này không có chỗ dùng gì khác, chính là dùng để luyện hóa căn nguyên tinh tú là tinh không đại đế truyền xuống cao thâm huyền diệu. Hạ Ngưng Thường dùng nó để luyện hóa căn nguyên tinh tú, tuyệt đối làm ít công to. Quá trình truyền thụ rất nhanh, trước sau không được nửa thời gian cạn chung trà, Dương Khai đã khắc cả thiên luyện tinh quyết trong đầu của Hạ Ngưng Thường, trong đó còn bao gồm tâm đắc của chính hắn tìm hiểu. Dương Khai thối lui linh thể thần hồn ra khỏi thức hải của nàng, hắn lặng lặng chờ đợi. Hạ Ngân Thường cần phải tìm hiểu thật tốt thiên luyện tinh quyết này. Nàng cần thời gian. Bên ngoài mặt trời lên, mặt trăng lặng. Bên trong hang động yên tĩnh không một tiếng động. Ước chừng một tháng sau, Hạ Ngưng Thường bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên gương mặt xinh đẹp dường như có chút mệt mỏi, nhưng bên trong đôi mắt lại tràn đầy nét hưng phấn. Sư đệ ta chuẩn bị xong rồi, Vậy thì bắt đầu thôi. Ánh mắt của Dương Khai sáng rực nhìn về nàng. Hạ ngưng Thường nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, đi tới vực sâu dưới lòng đất. Nàng đi tới bên cạnh vực sâu, nhìn chăm chăm ngọn lửa màu xám to lớn nhún nhảy bên dưới. Hơi thở mùi đàn hương khẽ mở từ miệng nàng, dường như đang lầm bầm lầu bầu, là từ hồ đang dùng căn nguyên để trao đổi. Nếu ta hiến ra tánh mạng mình có thể khiến cho ngươi lần nữa trở nên sáng rõ, làm cho cả đại lục không chết lặng, thì ta nguyện ý làm như vậy. Nhưng nếu như không thể, xin ngươi đón nhận ta, cùng ta dung hợp, cho người bà ta kề vai chiến đấu. Ta sẽ cố gắng tu luyện, mau sớm trở nên mạnh mẽ, cường đại hơn, lần nữa khôi phục sức sống cho ngươi. Ngọn lửa màu xám to lớn bên dưới, lù lù bất động, không có chút phản ứng. Thế nhưng rất nhanh, liền nổ ra tiếng xì xì to lớn. Hai bên trái phải của ngọn lửa xám chập chờn, theo đó lay động. Lửa xám to lớn lại như nụ hoa bình thường, từ từ nổ rộ ra bốn phía, phản phất như mở rộng ra ôm ấp về hạ ngưng thường. Trên mặt nàng lộ ra một chút mỉm cười, nhẹ giọng nói. Cảm ơn người nhiều nha. Dứt lời, bỗng nhiên nàng thả người nhảy xuống bên dưới. Sắc mặt của Dương Khai đại biến, Kết quả này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ đến tiểu sư tỷ lại quyết liệt như vậy. Chờ cho tới lúc hắn kịp phản ứng, muốn ngăn thì đã không còn kịp. Dương Khai chạy vội đến bên cạnh vực sâu, dõi mắt nhìn tới. Ngọn lửa màu xám to lớn đã khép, hoàn toàn che mất thân hình của tiểu sư tỷ. Một cổ lực lượng khó có thể tưởng phun ra từ bên dưới, sốc bay cả người Dương Khai ra ngoài, đánh vào trên vách đá, mặc dù là lực lượng căn nguyên của mặt trời sắp lặn cũng không phải dương khai có thể lại gần nó hiển nhiên không muốn để cho dương khai quấy nhiễu toàn bộ quá trình dương khai bò dậy từ dưới đất trên mặt âm tình bất định cũng may hắn có thể cảm nhận được khi tức của tiểu sư tỷ đang chìm sâu ở bên dưới nơi thăm thẳm đó dương khai chỉ có thể chờ đợi cùng lo lắng đề phòng giờ này hắn không cách nào làm bất cứ chuyện gì quấy rầy chỉ có thể chờ đợi kết quả xuất hiện thôi thế nhưng từng thi thần kỳ bỗng nhiên tràn ngập đi ra từ chỗ vực sâu trong lòng đất khiến cho tâm tình phiền não của dương khai bỗng nhiên bình phục hắn nhíu mày lặng lẽ cảm thụ được chút thần kỳ đó hắn dường như thấy được một vài thứ hắn vội vàng nhắm mắt rồi cẩn thận dò xét tình vật mờ mịt hắc ám vô biên không có chút ánh sáng dường như là niên đại không có một người nào hết, không có mạng sống. Đây là một niên đại vô cùng cổ xưa, niên đại không thể ngược dòng. Dương Khai đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy được bất cứ vật gì, thậm chí ngay cả sự tồn tại của chính mình đều không thể cảm giác. Thời gian từng chút một vượt qua trong hoàng vu cô tịch nơi đây. Cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm, trong tình vực hắc ám vô biên, bỗng nhiên bà phát ra một chút tia sáng. Tìa sáng kia mới bắt đầu rất nhỏ, nhưng rất nhanh, tự như từng đốm lửa, lan tràn ra xung quanh. Cả tinh vực đều rung chuyển, vì năng lượng to lớn đánh sâu vào. Từng khối từng khối thiên thạch, hoặc lớn hoặc nhỏ, đánh sâu vào ở mọi nơi. Bọn chúng hội tụ đến cùng chung, dưới một cỗ lực lượng thần kỳ dung hợp, kết làm một thể. Tích tiểu thành đại, từ từ, một vị tinh tú xuất hiện trong tinh vực. Đây là một vị tinh tú mới sinh ra, không có năng lượng dao động. Bốn phí vẫn tối đen như trước. Nó như nước chảy bèo trôi, như một hài tử đơn độc mờ mịt, lưu lạc trong tinh vật mờ mịt, không có chung điểm, cũng quên mất mình đến từ đâu. Trăm vạn năm trôi qua, nó bỗng nhiên đi tới một thế giới bừng sáng. Thế giới này có thái dương tinh to lớn, không có lúc nào là không tản ra hào quang ôn hòa tràn đầy nhiệt lượng. Nó dừng bước chân, bắt đầu xoay tròn quanh quẩn thái dương tinh này. Từ từ vạn vật bắt đầu sống lại, cả vùng đất của nó sinh ra một chút thực vật xanh biếc, sinh ra một chút hoa cỏ, cây cối. Lại là, diễn biến tiến hóa của mấy trăm vạn năm. Rốt cuộc, một vài sinh linh có linh trí bắt đầu xuất hiện trên vị tinh tú này. Bọn họ là một nhóm sinh linh xưa nhất, là chủng tộc, là chủng tộc dài lâu. Bọn họ giống như đói khát học tập, lớn lên trở nên mạnh mẽ trong sinh hoạt thường ngày. Bọn họ xuất hiện chi nhánh từng chủng tộc một bất đồng sinh ra. Nhân loại, yêu tộc, ma tộc, thậm chí còn có thật nhiều chủng tộc với hình thù kỳ quái. Họ không hề thỏa mãn với sự sinh hoạt đơn giản mà bắt đầu vì tranh đoạt các loại tài nguyên nên chiến đấu. Bọn họ lục lọi ra phương pháp khiến cho tự thân trở nên mạnh mẽ. Bọn họ bắt đầu tu luyện có chủng tộc diệt vong, có chủng tộc trở nên càng thêm cường đại. Chương 1559 Theo thời gian trôi qua, theo sự diễn biến cùng tiến hóa của chủng tộc, vị tinh tú này từ từ trở nên nhiều màu sắc hơn, năng lượng dư thừa, các đại chủng tộc hưng vinh, cả đại lục phồn vinh thịnh vượng. Tất cả sinh linh đều tùy ý hấp thu năng lượng từ đại lục không tiết chế thu hoạch các loại đồ hữu ích đối với tự thân. Không biết bắt đầu từ khi nào, nó bỗng nhiên thay đổi, trở nên già nua. Nó không hề có nhiều năng lượng cung cấp cho những thứ sinh linh tu luyện đó thổ nạp như trước. Nó không hề có ít nhiều năng lượng dư thừa dẫn dục ra đại lượng vật liệu tu luyện quý báu mà quý hiếm. Nó bắt đầu trở nên cằn cỗi. Nó hữu tâm vô lực, nhìn ra vô số sinh linh sinh sống trên đất đai của mình. Thương xót mà không giúp được gì. Sự phồn vinh thịnh vượng của xa xưa từ từ biến mất, linh khí thiên địa càng ngày càng mỏng manh hơn. Tù vi cảnh giới của các võ giả cũng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng thấp, lại không còn người có thể lục lọi đến thiên đạo của võ đạo cao hơn. Nó già thật rồi, như một vị phụ thân hiền hòa, một vị mẫu thân tự ái ngậm đắng nút cay nuôi hài tử lớn lên, nuôi dưỡng thành người, mặc cho bọn chúng cần gì cứ lấy, không hề có một câu oán hận. Nhưng nó lại không thể cung cấp trợ giúp cho hài tử. Nó đã từng có qua thanh xuân, có qua sức sống tràn đầy. Nhưng giờ đây, nó chỉ có thể kéo dài hơi tàn, chờ đợi một ngày diệt phong Đám hài tử của nó gọi nó là thông huyền đại lục. Dương Khai tỉnh táo lại từ trong trạng thái huyền diệu đó ánh mắt tan thương. Hắn thấy tận mắt một vị tu luyện chi tinh sinh ra hưng thịnh suy nhược từ từ đi theo chiều hướng diệt vong dương khai cũng giống như vì ngôi sao tu luyện này vượt qua ước vàng năm tháng hắn bỗng nhiên không khỏi dâng lên một loại cảm xúc khó diễn tả tâm cảnh tu vi tăng lên bởi tốc độ điên cuồng giờ khắc này hắn hiểu rõ rất nhiều rất nhiều giống như một người trí giả sống vô số năm tháng trong mắt của hắn lấy ra hào quang cơ trí và sung túc hắn cảm thấy nếu để cho mình bây giờ đột phá tới hư vườn cảnh, tâm cảnh của mình sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ hở. Sự cảm ngộ của hắn đối với võ đạo thiên đạo đã vượt qua tu vi tự thân rất xa. Tâm cảnh tăng lên, vốn chính là cần thời gian tích lũy, chứng kiến sự diễn biến phát triển của sự vật chung quanh mình, cùng dương khai vừa rồi trải qua đủ loại không hẹn mà nên. Tâm cảnh tu vi sờ soạn không rõ, không nói được sáng tỏ, bây giờ lại chân thật tồn tại, cũng chỉ có bản thân Dương Khai mới có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn không ngờ tới, tiểu sư tỷ luyện hóa căn nguyên tinh tú, nhưng lại khiến cho hắn cũng được lời theo. Dương Khai rất muốn lại đắm chìm trong không khí kỳ diệu đó. Nhưng mặc kệ cho hắn cố gắng ra sao, cũng không có biện pháp đi vào thế giới tinh thần của cả đại lục. Điều này làm cho hắn có chút bắp cổ tay thở dài. Ấy vậy mà Dương Khai như nhận ra điều gì, sắc mặt trầm đi, hắn vội vàng bò dậy từ dưới đất, phóng về chỗ sâu dưới lòng đất. Bên dưới dường như truyền đến tiếng rền rỉ của tiểu sư tỷ, thành nằm lộ ra một loại gian khổ và đau đớn. Dương Khai đi tới bên cạnh, hắn chỉ thấy được ngọn lửa màu xám to lớn lay động không chừng. Hắn không thấy bóng dáng của tiểu sư tỷ đâu, nhưng hắn lại có thể cảm giác hạ ngưng thường đã bị bao phủ trong ngọn lửa màu xám, dây đồng chìm đắm linh khí thiên địa bốn phía đang điên cuồng tụ tập mà đi tới chỗ sâu trong lòng đất. Chẳng những bao gồm phương viên mấy trăm dặm, thậm chí còn lan tràn đến chỗ xa hơn. Dường như linh khí thiên địa của cả u ám tinh cũng thay đổi thành có chút hỗn loạn. Tù vì cảnh giới của tiểu sư tỷ đang lấy tốc độ tăng lên điên cuồng đáng sợ. Vốn là nàng chỉ có thánh vương cấp tầng 2, nhưng thời khắc này cũng đã đến thánh vương cấp tầng 2 đỉnh phong lại qua một lúc trực tiếp đột phá tới thánh vương cấp tầng 3. Thế nhưng mọi sự việc vẫn chưa dừng, vẫn như cũ liên tiếp kéo lên. Thánh vương cấp tầng 3 đỉnh phong Nghiễm nhiên đã va chạm vào ngưỡng cửa của phản hư cảnh. Ánh mắt của Dương Khai lộ ra hoảng hốt. Tù vi tăng lên không tiết chế như vậy, gánh nặng đối với thân thể của vòi giả sẽ cực kỳ to lớn. Nhưng với tư chất của tiểu sư tỷ hẳn là còn có thể chịu được. Điều khiến Dương Khai lo lắng cũng không phải là chuyện này, mà là linh khí thiên địa xung quanh, dường như không hề bắt đầu khởi động vào trong đó. Linh khí thiên địa trước đó tụ tập đến đây đã bị hạ ngưng thường trong lúc đột phá thánh vương cấp tầng 3 cùng đánh sâu và phản hừa cảnh tiêu hao hết sạch. Trong ngọn lửa màu xám to lớn có khí tức của hạ ngưng thường. Điều này nói rõ nàng cùng căn nguyên của vì sao dùng hợp rất thuận lợi. Có thể chính là vì loại thuận lợi này mới khiến cho tiểu sư tỷ lâm vào thế đắn đo khó xử. Không có linh khí thiên địa, cung cấp cho nàng đột phá thiết phản hư cảnh, cũng không có nhiều linh khí như vậy, khiến cho năng lượng thiên địa mà nàng chiếm được thành tẩy. Đây là sự đột phá của một đại cảnh giới, căn bản không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Một khi thất bại, với hạ ngưng thường giờ này đang trong trạng thái dung hợp căn nguyên tinh tú, kết cục khẳng định tốt không còn gì bằng. Dương Khai âm thầm vội vàng. Bỗng nhiên trước mắt hắn sáng ngời nghĩ tới một biện pháp. Linh khí thiên địa không đủ, có thể dùng thánh tinh thay thế. Trước đó lúc mình đột phá không sử dụng qua thánh tinh. Đó là bởi vì năng lượng của u ám tinh dư thừa hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của mình. Giờ này nếu năng lượng của thông huyền đại lục không thỏa mãn được cho tiểu sư tỷ thánh tinh vừa đúng dịp có thể bổ sung. Dương Khai đưa tay, lấy một chiếc nhẫn không gian ra, từng mạng lớn thánh tinh lóe ra tia sáng trắng nõn như ngân hà trút xuống đang rơi xuống dưới những thứ đó chưa rơi xuống dưới đáy của vực sâu đã hoàn toàn biến thành phấn vụn từ bên trong bạo phát ra từng đoàn từng luồng năng lượng không thể coi thường tụ tập về vị trí của hạ ngân thường cùng ánh lửa màu xám to lớn Tiến rịnh rỉ khổ sở của hạ ngân thường biến mất không thấy khi tức hỗn loạn truyền đến bên dưới cũng có dấu hiệu trở nên vững vàng thậm chí ngay cả ngọn lửa màu xám lay động cũng ổn định không ít. Gương mặt của Dương Khai lộ ra vui mừng, trút hết thánh tinh xuống phương hướng bên dưới. Vì lần này đi đường xa, hắn mang rất là nhiều thánh tinh. Trong đó bao gồm hết thánh tinh ngày đó cướp đạt được từ lôi đài tông tổng đà, cùng một phần chứa trong lăng tư tông. Giờ khắc này, mấy ức kế thánh tinh toàn bộ bị Dương Khai ném xuống bên dưới. Linh khí thiên địa từ từ trở nên nồng đậm hơn, ngọn lửa màu xám to lớn trở nên thịnh vượng khí tức của tiểu sư tỷ vẫn vàng, hết thảy đều phát triển theo phương hướng tốt. Dương Khai cảm thấy khí tức của Hạ Ngưng Thường đang nhanh chóng kéo lên, rất nhanh sẽ đột phá gồng cùng xiềng xích của Thánh Vương cấp tầng 3. Năng lượng thiên địa thành tẩy cùng theo mà đến. Năng lượng thiên địa chuyển hóa đến từ Thánh Tinh, hội tụ thành từng đạo, từng luồng, hùng mảnh cuồn cuộn, như thường cổ ác long đánh qua phía tiểu sư tỷ. Trong ánh sáng có một đôi tay nhỏ bé xuyên qua trong ngọn lửa màu xám, bắt pháp ấn phức tạp khó hiểu dẫn đạo những thiên địa năng lượng kia khiến cho chúng tràn vào trong người chấp nhận thân thể thanh tẩy cùng tinh thần thăng hoa khi tấn thăng đại cảnh giới cả quá trình như sóng tràn bờ nhưng hữu kinh vô hiểm chờ cho tới khi năng lượng thiên địa cuồn cuộn bình phục ngọn lửa màu xám to lớn bên dưới vực sâu cũng đột nhiên biến mất không thấy thiên địa trở về màu đen tối nhưng bên trong thân thể mềm mại của tiểu sư tỷ lại tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt như thần nữ hạ phàm trang nghiêm túc mục lăng nhiên không thể nào xâm phạm dương khai đứng bên trên vực sâu lặng lặng nhìn nàng hoa mắt thần trí tiểu sư tỷ bây giờ là cường giả phản hư cảnh thứ thiệt mặc dù chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất nhưng có thông huyền đại lục căn nguyên tinh tú cùng dược linh thánh thể của nàng tuyệt đối có tiềm lực vô hạn loại tiềm lực đáng sợ này sợ rằng ngay cả Dương Khai đều phải ngước nhìn. Hắn không sinh ra cảm giác tự ti gì. Hắn chỉ cảm thấy, ngày sau e rằng cần phải bỏ ra nỗ lực. Nếu không, một ngày nào đó, bị nữ nhân của mình vượt lên trên mình là một chuyện rất bị đã thương lòng tự ái. Tiểu sư tỷ không có động tĩnh, nàng chỉ đứng trong hư không, nhắm chặt mắt. Một mảnh sắc thái thần bí trên gương mặt xinh đẹp, dường như lặng lẽ cảm ngộ điều gì. Rất lâu sau, hạ Ngưng thường mới bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp trong mắt tràn đầy thần sắc của một mảnh thu hoạch cực kỳ mừng rỡ bay tới phương hướng bên trên dương khai lộ ra mỉm cười đưa tay kéo nàng tới bên cạnh sư đệ ạ ta dường như đã vượt qua thánh vương cấp rồi hạ ngừng thường nhảy cẩn lên nói đúng quả thật đã vượt qua dương khai gật đầu nhẹ nhàng ừ, cảnh giới này gọi là gì cảm giác thật là kỳ diệu là phản hư cảnh. Giờ này ta cũng ở cảnh giới này. Đến cảnh giới này, cần ngưng luyện thế của mình. Có thời gian ta sẽ giải thích cho tỷ nghe. Ừ, được. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. À, cũng không biết qua thời gian bao lâu. Chữ sợ người bên thánh địa hẳn là sốt ruột chờ đợi rồi. Dương Khai đề nghị, nói rồi liền kéo hạ ngưng thường bước ra ngoài. Để cho ta tới đi hạ ngưng thường ngăn hắn trên mặt có chút biểu lộ nhao nhao muốn thử dương khai nhìn nàng rất nhanh liền hiểu ý gật đầu nhẹ nhàng hạ ngưng thường lúc này mới đưa ra một lóng tay nhẹ nhàng điểm tới phía trước gia nhân xinh đẹp thuần chân điểm ra một ngón tay đó dường như không mang chút yên hỏa chi khí nào phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy hạ ngưng thường kéo dương khai một đầu chui vào đợi cho tới lúc hai người xuất hiện lại Dương Khai bất ngờ phát hiện mình đã đứng bên trong cửu thiên thánh địa rồi. Phía trước chỗ mật thất mà Hạ Ngưng Thường bế quan trước đây, một bước đã vượt qua trở cách trăm vàng dặm. Mặc dù Dương Khai tu luyện lục lượng không gian cũng không thể làm đến loại trình độ này. Sự đệ à, người nói không sai, dùng hợp căn nguyên tinh tú, ta cảm giác mình dường như thành sự thống trị của đại lục này. Một ý niệm có thể đi tới bất kỳ chỗ nào của đại lục thậm chí có thể điều động lên năng lượng của cả đại lục này. Hạ Ngân Thường nhẹ giọng giải thích. Đây là lực lượng của tình chủ. Dương Khai nhẹ nhàng cười. Cho nên, những cường giả hư vườn cảnh mới có thể muốn đi luyện hóa căn nguyên tinh tú. Bởi vì bọn họ có thể chiếm được chỗ tốt cùng cảm ngộ khó có tưởng tượng được từ trong đó. Tiểu sư tỷ à, thông huyện đại lục giờ này cùng với tỷ đã là gắn kết không thể rồi. Tỷ cũng là một người lấy thánh vương cấp luyện hóa căn nguyên tinh tốn. Ngày sau, sự vinh nhục hưng suy của mảnh đại lục này cùng với một nhịp thở với tu vi cảnh giới của tỷ, rốt cuộc có thể để cho cố thổ của chúng ta lần nữa tỏa sáng sức sống hay không, cần phải nhìn vào sự nỗ lực của tỷ đó. Bị Dương Khai nói như vậy, Hạ ngưng Thường bỗng cảm giác áp lực như núi. Dường như tương lai ước vàng sinh linh của cả đại lục đều đặt trên vai nàng. Nhưng mà rất nhanh, hạ ngân thường liền khôi phục gật đầu nói ta nhất định sẽ nỗ lực không cho nó hoang phế thêm một lần nào đi thôi rất nhiều người đều chờ chúng ta dương khai mỉm cười kéo hạ ngân thường chạy về một phương hướng trong sự cảm nhận của hắn bên kia có vô số sinh mạng khi tức quen thuộc đang đợi mình trong đại điện ở một nơi cựu cửu thiên thánh địa gần như kín người hết chỗ ở nơi này Nhân yêu ma ba tộc tề tụ, người có mặt mũi của cả đại lục gần như toàn bộ ở nơi đây, đây là một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nhân số tuy nhiều nhưng hiện trường lại vô cùng an tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng có người đưa mắt nhìn ra ngoài đại điện, dường như đang đợi người nào. Người có thể khiến cho cường giả của nhân yêu ma ba tộc tề tụ một đường, hơn nữa chờ nhiều ngày, cả đại lục cũng chỉ có một người, người đó chính là chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa chương 1560 Ai thật quá là không thể tưởng Mộng vừa nhai cắn răng Trong lòng thầm hận Tức giận vỗ xuống tay vịn của cây ghế Lão nghĩ đến Dương Khai cùng Hạ ngưng Thường Nhị nữ tình trường Âu yếm quên mất thời gian Cũng đã hơn một tháng rồi Hai người vẫn chưa xuất hiện Khiến cường giả của ba tộc nhân yêu ma Ở nơi này nhàm chán chờ đợi Mộng vừa nhai cảm giác thẹn Với những vị khách đến thăm này Lão bảo vệ Hạ Ngân Thường đã nhiều năm như vậy Giúp lòng dạy dỗ nàng Lão là thân nhân duy nhất của hạ ngưng thường Nhưng hiện nay Dương Khai trở lại một cái Lập tức đặt đi đồ đệ bả bối Từ bên cạnh lão rồi Mộng vội nhai biết Lần này là chân chính tranh giành đi Ngày sau trong lòng của hạ ngưng thường Một sư phụ như lão sợ rằng phải lui về tuyến hai Điều này làm cho lão cảm giác Có chút chua xót. Trong lòng chua xót Nhưng vẫn mang một chút ngọt ngào Đồ nhi cờ khổ chờ đợi 30 năm rốt cuộc cũng không chờ không công. Dương Khai tên tiểu tử không kiếp này rốt cuộc đã quay về. Cảm giác tương đương kỳ diệu a. À? Mộng vòi nhai gật gù đắc ý trong lòng ngủ vị tạp trần, nói không được, nói không rõ. Mấy vị đại tôn cùng ma tộc ma tướng của yêu tộc bên dưới cách không nhìn nhau. Cường giả của hai đại chủng tộc chia nhau ngồi hai bên. Tầm mắt va chạm lẫn nhau, không khí rất vi diệu. Dường như giống một chút mùi hỏa dược tràn ngập Mặc dù 30 năm trước đây bà tộc liền thủ qua một lần nhưng những năm này vì tranh đoạt những thứ tài nguyên tu luyện giữa ba tộc cũng không thiếu va chạm. Trong này lấy sự va chạm giữa yêu tộc cùng ma tộc là nghiêm trọng nhất. Cũng may yêu tộc đại tôn cùng bọn ma tướng đều hiểu được khắc chế cũng không tự mình xuất thủ nếu không mâu thuẫn nhất định phải thăng cấp. Đều là bọn tiểu tử bên dưới tiểu đã tiểu nháo cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Tuy nhiên ngày thường không gặp được lẫn nhau còn chưa tính. Giờ này cùng đi cửu thiên thánh địa lại chán chết đến chờ đợi giết thời gian hơn một tháng. Tâm tình phiền não, mộng vô nhai cảm giác mình cơ hồ có chút không áp chế nổi cường giả của hai tộc nhằm vào nhau. Nếu như không phải, còn có mình bà Lăng Thái Hư, sở Lăng Tiêu, ba vị nhân tộc nhập thánh cao thủ hàng đầu trấn giữ nơi đây. Bọn họ những người này giả tính mười phần sợ rằng phải đánh nhau thật là nhức đầu. Tên tiểu tử khốn kiếp kia tiến vào quê nhà ôn nhu, căn bản không quản đám lão già hỏa đau khổ bên này. Giờ khắc này trong lòng của mộng vô nhai mắng dương khai thành ra thương tích đầy mình. Sợ cái gì thì tới cái đó. Cũng không biết yêu tộc về đại tôn đó hay là ma tộc vị ma tướng thần kinh nào bị trật dây rồi. Bên dưới lại ồn ào. Mới bắt đầu chỉ có hai người tranh phong tương đối kết quả tình huống ngày càng nghiêm trọng hơn các vị đại tôn cùng ma tướng đô đích ra miệng tương trợ người của mình rốt cuộc cục diện có chút hỗn loạn rồi cuối cùng ngay cả đại ma tôn lôi long cùng ma tôn trường uyên cũng cãi cọ vào trong nước đục lôi lòng bản tôn năm gần đây bế quan như có sở ngộ nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp chứng thực thành quả hôm nay không ngại mượn quý bảo địa này người bà ta so tài một phen được chứ Trường Nguyên cười tụm tỉm nhìn Đại Tôn lôi long, ánh mắt tràn đầy chiên ý hùng hổ dạ người. Được nha, đúng dịp bổn tòa những năm này cũng có thu hoạch, đang lo không tìm được đối thủ đây. Thiền huyền phong ân quyết của Trường Nguyên Huynh, huyền diệu có một không hai nghe tiếng từ lâu. Ngay cả mộng tiên sinh năm xưa cũng chịu thiệt thòi, bổn tòa rất muốn lãnh giáo một chút. Lôi lòng mỉm cười, vui mừng không sợ. Liên hệ lão phù mà làm chi? Mộng vô nhai lập tức không vui. Mộng vô nhai bị ma tôn trường uyên dùng thiên huyền phong ấn quyết đánh trúng. Một thân tu vi bị phong ấn hơn phần nữa, bất đắc dĩ chạy tới bên trung đô lánh họa. Chuyện này là sỉ nhục cả đời của lão. Tuy nói lúc đó là trường uyên dùng trần pháp phụ trợ mới có thể thắng được. Nhưng mộng vô nhai không vui nhất khi nghe người ta nhắc đến chuyện này. Bên dưới, đại tôn lôi long cùng ma tôn trường uyên đã giao phòng. Hai người cũng không có động tác quá lớn chỉ là từng người thải ra thần thức, vô thành vô thức đụng chạm nhau. Nhưng sự hùng hiểm của loại tranh đấu này càng hơn xa so với sự chiến đấu của thường quy. Sợ ý một chút là kết quả lưỡng bại câu thương, thậm chí hồn phi phát tán. Mọi người trong đại điện đều thần sắc ngưng trọng. Tranh cãi ở Mỹ trước đó từ từ thở bình thường. Không người nào dám lên tiếng quấy rầy, đều khẩn trương nhìn chăm chăm cường giả trong nhất tộc mình e sợ cho sự xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Thần thức lực của nhập thánh tầng 3 ùa vào trong cả đại điện. Bất kỳ cường giả nào cảm nhận được sự va chạm này thì con người lộ ra hoảng hốt. Chiến đấu rất nhanh liền đi vào trình độ bạch nhiệt hóa. Lôi lòng cùng trường uyên đều dùng hết toàn lực. Kết quả vẫn như trước không phân biệt được trên dưới, chỉ sàn sàn như nhau. Nhưng sắc mặt của hai người đều từ từ chuyển trắng, mồ hôi tinh mịn rịn ra trên trán thần niệm dây dưa đụng nhau hùng hiểm vàng phần biểu lộ của đám người mộng vô nhai ngưng trọng sắc mặt khó coi bọn họ giờ này muốn nhúng tay đều không nhúng tay được chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả giao phong giữa lôi long cùng trường uyên nhưng từ tình huống dưới mắt mà xem kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương một khi xuất hiện chuyện như vậy sợ rằng mâu thuẫn sẽ gặp phải thăng cấp đây không phải là cường giả bên phía nhân tộc hy vọng thấy Dương Khai đi đâu rồi? Lăng Thái Hư vội hỏi, mộng vội nhai lắc đầu, bày tỏ mình căn bản không biết. Mấy ngày trước, lão đã đi tới mật thất của hạ ngưng thường bế quan, nhưng không phát hiện dấu tích của Dương Khai cùng Đội Nhi. Ai cũng không biết hai người này đi đâu. Tình huống không tốt à? Thiền Tiêu Tông tổng chủ sở Lăng Tiêu, chào mày. Chuyện phát triển trở thành như vậy có chút ngoài sở liệu của người này. Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng cười to sang sảng. Rất là náo nhiệt nha, sao lại đánh nhau như trước chứ? Và lúc lời nói hạ xuống, mọi người chỉ thấy ngoài cửa có bóng người nhoáng lên. Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường dùng khăn đen che mặt, dắt tay nhau xuất hiện trong tầm mắt. Mọi người đều bị thanh âm này hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn, không khỏi chấn động tinh thần. Rất nhiều người nghe nói Dương Khai quay về, vẫn không tin cho tới giờ khắc này gặp được thân ảnh của hắn mới xác định không thể nghi ngờ. Mộng vô nhai lại nghi ngờ đánh giá hạ ngưng thường. Lão bỗng nhiên có loại cảm giác rất kỳ. Chỉ hơn một tháng không gặp, độ nhi này của mình dường như có chút biến hóa. Trở nên khiến lão đều có cảm giác có chút núi cao, ngước nhìn. Tiểu sự điệt Một tiếng duyên dáng gọi to truyền ra. Một đạo tinh ảnh chạy như bay ra từ trong đại điện, trực tiếp lẹn đến trước mặt của Dương Khai, cười hi hi trên dưới xem xét hắn trong miệng tặc lưỡi thành tiếng một hồi lâu khe khẽ gật đầu ồ mấy chục năm không gặp càng thêm có mị lực của nam nhân ngay cả sư thúc cũng xem ra có chút tâm trì nhộn nhạo rồi sắc mặt của dương khai tối sầm theo bản năng nhìn hạ ngưng thường rồi lúng túng nói sư thúc ạ à, lão nhân già ngài đoan trang một chút đi phi vũ sư thúc nghe lập tức trợn ngược mắt lườm dương khai Quả thật là một kẻ phong tình vạn chủng Ông ta theo chân sở lăng tiêu đến đây Nghe được bên phía cửu thiên thánh địa truyền tin Nói dương khai đã trở về Sở lăng tiêu lúc này dẫn tông nội tứ đại trưởng lão đi đến Giờ này vừa gặp phi bổ sư thúc lại là, là một người nghiêm chỉnh Dương khai cảm thấy ấm áp bồi phần Năm đó hắn ở thiên tiêu tông khởi tú phong Cùng phi bổ sư thúc Sư thúc chính là bộ đức hạnh đó Thường sau khi uống rượu say nằm trên đất Quần áo lăn loạn Xuân quang tiết ra ngoài cũng không có ý tứ mảy may kiên dè Dương khai. Khi cách mấy chục năm lần được cảm nhận sự nhiệt tình khác của sự thúc, Dương Khai bỗng nhiên có một loại cảm giác phản phất như cách một thế hệ. Sự thúc tại giờ này phòng nhã hào hoa mới không có già. Phi Vũ hừ hừ, lại cười tụm tiệm nói. Thương viên, lực hoàng cùng phi tiễn bọn họ đều tới đây, còn có sự tổ. Nói rồi, liền nhìn vào trong đại điện. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, cất bước tiến lên. Đầu tiên là nói mấy câu với mấy vị sư thúc thương viêm. Lúc này thần sắc trang nghiêm, trang trọng đi tới trước mặt sở lăng tiêu, trầm giọng nói. Đệ tử Dương Khai, bài kiến sự tổ, khiến sự tổ chờ lâu. Được rồi, được rồi, không cần đa lễ. Sở lăng tiêu sung sướng gật đầu, thần niệm thả ra, quét một chút trên người Dương Khai. Phát hiện quả như đám người lăng thái hư nói cảnh giới tu vi hiện giờ của dương khai đã sâu không lường được đều không phải là hắn có thể theo dõi nhận ra điều này sở lăng tiêu lộ ra nụ cười càng thêm hòa ái rất giỏi rất giỏi quả nhiên đã xông ra một mảnh thiên địa lão phù lấy người làm binh ngày sau trọng trách chấn hưng tông môn sợ rằng phải giao cho người rồi à sự tổ khen sai rồi đệ tử còn có rất nhiều chỗ thiếu sót còn cần sư tổ cùng sư công chỉ điểm nhiều hơn. Hảo hại tử. Sở lăng tiêu cười to sung sướng cùng lăng thái hư nhìn nhau an ủi trong lòng. Sư tổ hãy chờ một lát. Hai vị bằng hữu kia tánh khí hơi lớn để tử trước tiên dập tắt ngọn lửa cho bọn họ. Dương Khai toét miệng cười quay đầu nhìn bệ đại tôn lôi long cùng ma tôn trường nguyên đang dùng thần thức lực đánh nhau chết sống. Cẩn thận một chút đi. Cũng không thể làm bị thương bọn họ được đâu. Lăng Thái Hư vội vàng dặn dò Sư công à yên tâm đi Không gây thương tổn được đâu Gương mặt của Dương Khai vẻ ngạo nghễ, Thần thức lực ầm ầm bính phát Tràn vào trong hư không Thần thức của hai người nhập thánh tầng 3 so đấu Trong đại điện những người khác quả thật Không dám tùy tiện xuất thủ quấy rầy Nhưng đối với Dương Khai mà nói Trận chiến thần thức đối với người ngoài mà nói Kinh hiểm vô cùng Thật ra đối với hắn Thật sự buồn cười giống như tiểu hài tử Chào gia gia mà thôi trong hư không dường như truyền ra tiếng vang xì xì thân hình của lôi long cùng trường uyên đều chấn động rồi riết cảm thấy thần thức lực của mình cùng đối phương dây dư ở cùng một chỗ bị một đôi tay vô hình mạnh mẽ tách ra loại cường đại này làm bọn họ cảm nhận được một loại cảm giác vô lực căn bản không thể phản kháng một vòng vần sáng nổ bắn ra xung quanh lôi long cùng trường uyên từng người lùi về sau mấy bước hít một hơi thật sâu cực kỳ chấn động nhìn Dương Khai, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Hắn không ngờ dễ dàng tách ra hai người. Hai vị, để cho các người đợi lâu là ta không đúng. Uhm, quả thật gặp chút ngoài ý muốn, cho nên mới trì hoãn thời gian dài như vậy. Nhưng các người cũng không cần bởi thấy mặt đã bạc kiếm Dương Cung chứ. Dương Khai cười tụm tỉm nhìn hai người, lôi long hít sâu một hơi, dường như tâm tình còn phập phòng chưa có thải lỏng. Trầm ngâm, rồi cung tay nói thất lễ rồi. Trường Nguyên không phải người nhỏ nhen, thấy lùi lòng nói như vậy, lúc này cười ha ha. Đa tạ Dương Thánh Chủ, có chỗ đắc tội, xin thử lỗi cho. Vậy là được rồi, đều là cuộc sống dưới một mảnh trời. Làm gì vừa thấy mặt nhau đã đánh đánh giết giết. Dương Khai gật đầu nhẹ nhàng, đối với thái độ của hai người rất là hài lòng. Dương Khai thấy không ít người đều đứng tại chỗ, dùng ánh mắt khác thường quan sát mình, đưa tay án nhẹ xuống nói. Mọi người cũng ngồi đi, không cần khách khí. Hôm nay ta gọi đến là có chuyện muốn cùng các người thương nghị thôi. À biết được Dương Thánh Chủ quay về. Bạn Tôn đi cả ngày lẫn đêm từ Ma Đô chạy tới đây. Chỉ là không biết Dương Thánh Chủ trừ tập bọn ta rút cuộc chuyện gì quan trọng chứ. Đời này chính là cường giả của ba tộc nhân yêu ma tề tụ. Muốn nói gì Dương Thánh Chủ cứ nói. Khẳng định không phải là chuyện đùa đi. Trường Nguyên Dường Như tùy ý hỏi thăm. Nhưng bên trong đôi mắt lại thoát ra nét kiên kỳ sâu đậm. Vừa rồi Dương Khai tách ra lão ta cùng lôi long, mặc dù không cảm nhận được nhiều, nhưng Trường Uyên lại biết, giờ này Dương Khai căn bản không phải mình có thể so sánh được. Kết thúc tập 291 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Bạn cũng rất xin lỗi vì đã đợi các bạn phải chờ lâu do hôm nay vẫn có việc nên đọc trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai nha.